chào các bạn đến kênh Đức Trần TV. Hôm nay mình chia sẻ các bạn ra một cách dâm cây bưởi vào cái túi tận dụng của các cái túi đựng bao bì đựng phân. Tại sao mình lại dâm vào đây? Bởi vì là mình muốn chuyển cây này đi sang một cái vườn ở xa, mà trong khi đấy thời tiết bây giờ là mình đã có cây rồi, mình dâm vào cho nó khỏe để mình cắt cho cây nó được nghỉ, và mình dâm vào khi mình vận chuyển thì nó sẽ không bị chột. Bây giờ nếu mà mình để cố đến tháng 4, tháng 5 âm lịch mà cắt thì rễ nó rất là yếu. Mình đem đi dâm thì cây sẽ rất là không có cái khả năng sống của nó rất là kém. Nếu mà mùa hè, bây giờ là tháng 2, tháng 3 âm lịch đang mát thì mình sẽ dâm cây vào cái túi này. Cho tháng 7, tháng 8 âm lịch nó mát mẻ, mình mang cả cái túi này mình rạch cái là mình xong. Nên mình dâm mình để vào chỗ mát để mình chăm sóc nó dễ. Còn như thế này mình cắt cành, toàn bộ mình chiết cành những tẹt ra mấy quả là tiếp các bạn. Thực tế là mai mình sẽ cắt ra để mình ghép được cái khác. Bây giờ mình dâm vào đây này. Cây bắt đầu ra, bắt đầu nó dễ như dễ màu là lâu rồi các bạn nhé. Bên trong rồi. Nên một cành này phải chiết cành mánh tẻ các bạn ạ. Cành mánh tẻ thì cây nó khỏe các bạn nhé. Để mình bóc vào các bạn xem. Để dâm vào trong cây trọng vải xong ta tháng 8, tháng 9 ta mang đi dâm. Tháng 8 thì bây giờ dâm thì mang đi đất thì mình đang ở bên kia chưa có đất. Đang phải trừ cho nó, để quyết đất xong, làm đất xong, làm luống xong. Thì dâm vào cho cây nó khỏe xong, nó chuyển đi. Cả các bạn có muốn bán cho ai thì ra để này thì nó khỏe. Còn nếu mà vận chuyển bằng cả cành này thì nó nhẹ hơn, nhưng mà nó tùy theo thời tiết từng giai đoạn. Giai đoạn này thì ta nên dâm luôn. Còn nếu mà có đất thì ta dồn luôn các bạn. Tháng 3, tháng 2, tháng 3 âm, hoặc là tháng 8 đến tháng 9 là âm, là ta dồn rất tốt và thời tiết nó chưa rét quá. Cái vườn nó ra dễ các bạn, đấy nó ra dễ này, nó màu lâu này. Và đất là mình phải trộn cái phân gà, cái chấu gà các bạn này, cái chấu gà đấy, chấu gà thì ra dễ rất tốt, mình cho ra cái thuốc kích thích dễ các bạn, ra dễ lâu thì ta mới dầm các bạn nhé. Ta dầm vào cái đống đất rồi, và chúng ta phải ta ra, tôi thì tôi chưa, tôi quang, tôi làm đây luôn, tôi làm tôi dưới, giữ cho luôn vừng luôn, tôi lót cả cái tải xuống dưới bới ra này, bới đây luôn, hoặc là mình rất vào trung cỡ ấy cũng được. Sau ta chỉ nhắc lên là xong, nó giữ cây nó không bị gió, nó sợ trống luôn. Khi bứng lên nó rất là tiện. Mình sẽ cho đất vào, cho cây vào này, tâm nửng này, nó cho đất lót ở dưới này. Cái tải này là được 5 cân nân các bạn nhé, mình cho vào dầm dầm nó sẽ chuyển đi, cái người ta rạch đi dao cái này, cái là nó ra dầm không bị chột cây, vùng nó ra dễ luôn, khỏe hơn. Ta vận chuyển đến nơi thì ta mới rạch mạnh để bảo đảm nó không vỡ vùng. Còn lúc cái cắt cành này mà các bạn vận chuyển xa khi nó vẫn bị vỡ vùng các bạn, vùng dầm cây nó sẽ bị dễ chuyển sống rất là kém. Thì là mình sẽ mang sang bên kia mình dầm tháng 8 hoặc 9 tháng 4 đến tháng 5 này có đất thì mình chưa dầm ngay, nó lắng các bạn. Bây giờ ta mới để cây vào đây, ta bó đất để nó xung quanh. Và nhớ tay ta cũng phải dí cho nó chắc đất, cho nó để dễ nó ra nó ăn. Okay, ta cho ta vẫn tưới nó bình thường các bạn nhé, tưới nó bình thường, hoặc là ta để các cái lỗ rách ta tưới cho nó nước nó không đọng trong các bạn. Lỗ rách từ dưới ta để cho nó thoáng từ dưới nhé, có mưa nó vào nó thối dễ các bạn. Mình dâm nhưng mà cũng chỉ bới nông rồi thì nó ngang với tầm mặt để cho nó thoát nước các bạn.
các bạn để cả tải này, lúc mà nước nó vào là nó sẽ bị ảnh hưởng. Không có thì ta sẽ để các cái đỗ chọc xung quanh này này, dao cái kéo nó chọc xung quanh này, kỳ là dòng sông để chọc. Các bạn cũng gợt ra các bạn nhé, cái gợt ra để cho cái tải này nó bắt đầu đường dữ rồi các bạn. Cắt thủng đi, cái chọc nó thủng rồi, cắt là thủng đáy ở dưới cho nó thoát nước các bạn nhé. Các ta bới ta để cho cái tải nó xuống dưới đường dữ rồi. Các bác một đất đợt đợt đất xuống dưới các bạn, để một đất đáy xuống dưới. Đây là cây mình dâm để mình chuyển đi chỗ khác thì mình mới phải cho vào bồn như này cho chuyển nó không bị vỡ vừng mà nó cây nó khỏe hơn một chút nữa. Còn nếu mình có được mình rồng luôn các bạn, vẫn chuyển đi xa mà mình làm này thì nó cẩn thận hơn vậy, nó không bị vỡ vừng, thì nó an toàn cho người ta. Đây là của nhà mình chuyển sang vườn bên xã bên mình rồng của nhà mình, nên là mình phải làm thế này cho nó ra phát triển ra đến lúc thời gian tháng 8 thì âm thì bắt đầu mình mới làm ra cây rồi trồng. Các bạn cắt một cái tí ở đáy của cái bình cái tải xong các bạn cho nó hút nước, nó tưới vào nó chảy ra ngoài được, nó không đọng nước ở trong cái tải, nó không cái bồn của nó không bị đọng nước, không bị chết dễ, không bị hỏng dễ các bạn nhé. Mà ta cũng đặt chỉ gợt ướt thôi, đừng ta để dòng sâu quá là nước nó nuốt thoát nước cho kém. Các cây dâm cách nhau khoảng tầm 4-50 phân này là không cần phải mau quá, không cần thưa quá. Khi nó ra dễ ra rồi và ta chuyển đi, chúng ta đến nơi ta chỉ rạch ra gắt là xong, mà ta cứ giữ cả cái tải này các bạn nhé, giữ cả cái vỏ tải cho nó không bị vỡ vừng thì cây nó rồng nó sẽ khỏe. Các bạn mà vận chuyển đi xa mà các bạn không làm thận thì nó sẽ rít ra cái cây nó sẽ bị vận chuyển nó sẽ kém, thì nó sẽ tuổi thọ cây nó sẽ kém ngay, nó hỏng có khi không dùng được. Ra dễ nó nhiều hơn này, vùng nó to hơn thì chắc chắn cây nó sẽ khỏe hơn các bạn. Đây là mình cho vào tải vận chuyển nó vừa sạch và vừa an toàn cho cây. Cái tải 5 cân này giờ dâm là vừa đẹp các bạn nhé. Sau đó là mình lấy que mình chống nó, mình buộc lại xong rồi mình cứ cho nó nước một cái chiều ngả cây bạn nhé. Sau khi ta vận chuyển thì ta sẽ lúc nào dễ ra tháng 7, 8 âm thì ta đem rồng là tốt nhất. Tháng 4, 5 ta không nên rồng, ta dâm cây cho nó ra dễ khoảng vài 3 tháng. Đất ta không cần cho nhiều quá, cho vừa lấp hết của cái vườn của nó thôi. Thì vận chuyển nó nhẹ và dễ nó ra thêm. Cho các bạn tưới nước vào.
chọc lỗ ở dưới thì lưới nó không có sợ bị lỏng nước trong các bạn nhé. Dâm để nó khỏe, xong rồi chúng ta chuyển sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái hướng dẫn của mình, vừa kênh của mình vừa hướng dẫn các bạn dồng dâm cây vào cái tải tận dụng tải đựng đơn này thì mình đang vận chuyển đi xa, bởi vì giờ đất thì mình chưa có mà mình mà dồng thì chưa được, thì cây nó mình đã chết được, nó ra dễ rồi. Nhiều giờ tầm tầm tháng 2, tháng 3 âm thì nó phát triển tốt thì mình dâm vào cái tải để mình vận chuyển nó đi dễ các bạn. Vận chuyển sang nơi xa thì rất tốt. Vườn nhà mình ở bên Hà Mô, một vườn nữa thì mình dâm cây sẵn luôn đây các bạn. Và các bạn mà muốn bán cho mọi người thì vận chuyển xa các bạn cũng nên làm như này, thì tự nhiên cái vườn nó sẽ ra dễ tốt, cho người ta đặt các rạch mặt tải, cái dòng nó tốt mà nó không bị chuột dễ. Cái dễ nó không ảnh hưởng mà cây nó khỏe hơn các bạn nhé. Đây là một cái kinh nghiệm mình chia sẻ các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình, xin cảm ơn các bạn.